Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình trạng thường xuyên thiếu trang thiết bị y tế, máy móc hư hỏng, không sửa chữa được và phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác. Điều này gây rất nhiều khó khăn phiền toái cho người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết, bệnh viện có nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài. Hiện nay, nhiều trang thiết bị y tế kỹ thuật cao tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang trong tình trạng hư hỏng không sửa chữa được. Chỉ còn 2 máy CT còn hoạt động, người bệnh phải sang bệnh viện khác để chụp chiếu. Khoa siêu âm có 35 máy, nhưng 10 máy đã hư hỏng. Cùng với đó, 1/3 máy siêu âm của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã ngừng hoạt động và 2/4 máy xạ trị gia tốc phải đắp chiếu từ quý 2 năm ngoái. Thực tế này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thăm khám, điều trị người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt thuộc tuyến cuối này. Hàng ngày thì tại khoa tiếp nhận điều trị xạ trị cho khoảng trên dưới 300 bệnh nhân. Tuy nhiên có một số trường hợp mà phải chờ đó thì mình sẽ hội chẩn lại để chuyển bệnh nhân sang một cái mô thức điều trị, ví dụ như là hóa trị trong thời gian chờ xạ để tránh cái tình trạng diễn tiến bệnh theo chiều hướng không tốt. Còn một số không có cái chỉ định hóa trị mà chờ xạ thì ở đây cũng cố gắng giải quyết bằng cách là sẽ thu ngắn cái thời gian phát tia chiếu xạ. Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, giá gói thầu là vấn đề mà bệnh viện gặp khó khăn nhất. Hiện nay xây dựng giá gói thầu mua sắm cho hoạt động thường xuyên có 2 thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên trong thực tế, việc kê khai và công khai giá trang thiết bị y tế chưa được thực hiện đầy đủ, chi tiết, cấu hình, tính năng, giá kê khai của trang thiết bị y tế chưa được kiểm soát, có tình trạng kê khai giá cao hơn rất nhiều so với giá bán thực tế. Do vậy, bệnh viện không thể có đủ 3 báo giá để phục vụ công tác đấu thầu sửa chữa. Kê khai công khai giá nó có một cái rất là khó cho các đơn vị ở chỗ là ví dụ một đơn vị nào đó người ta kê khai lên là mua máy CT. Thế máy CT nó có hàng trăm loại máy CT, rồi trong một loại máy CT nó có rất nhiều option khác nhau, nhiều chức năng khác nhau ở các bệnh viện, mỗi tuyến đều khác nhau. Ví dụ bệnh viện tỉnh người ta chỉ mua máy CT khoảng 60 lá khác thôi thì cái giá nó khác, nhưng mà lên bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Chợ Rẫy thì phải là 258 hoặc là thậm chí 512. Thành ra là khi mà mình lấy cái giá kê khai trên cổng á, là gần như không áp vào được. Bên cạnh đó, quy định không được dùng máy đặt, máy mượn, đã và đang gây cản trở tới công tác điều trị người bệnh trong suốt thời gian qua. Không được mua máy mới và cũng không thể thuê máy khiến các phương án đi vào bế tắc. Nếu không tháo gỡ vướng mắc thì chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, nhiều bệnh viện sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Quan trọng là Việt Nam mình không thể nào sửa chữa hệ thống đó được. Do đó nếu mình mua thành sản, cái tài sản của mình, khi nó hư thì mình rất là khó khăn. Mình gọi hãng, hãng không vô thì mình cũng phải chịu. Còn nếu như giả sử là mình chấp nhận cái hình thức là máy đặt máy mượn thì cái máy đó là của hãng, người ta đặt cho mình. Hư điện 15 phút là người ta có mặt ngay và người ta sửa được ngay. Trước tình thế cấp bách này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có văn bản gửi đến Bộ Y tế, Bộ Tài chính để xin hướng dẫn cụ thể. Các căn cứ thực tế mà bệnh viện thu thập được có đủ cơ sở để xây dựng giá gói thầu, nhưng vẫn chưa được sự trả lời hướng dẫn từ các bộ.